Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày 12 tây tháng 4 và là đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ Thì các bạn thấy là trong cuối tuần qua thì thường không có đăng nhiều video Tại vì cuối tuần thường muốn dành nhiều thời gian với gia đình Và chúng ta thấy được là giá Bitcoin trong dòng cuối tuần qua thì cũng khá tốt chúng ta thấy được là giá Bitcoin đó tuy là nhiều bạn cảm thấy được là có thể là hơi nhàm chán tại vì chúng ta thấy là Bitcoin có xoay quanh cái mức là 58 59 ngàn và thật ra mà nói chúng ta thì được là giá Bitcoin có sự tăng trưởng mạnh vào thứ sáu các bạn đừng quên nhớ là tối thứ sáu đó thì giá Bitcoin đã tăng lên tới cái mức là 61.200 thì cái mức 61.200 này khi mà chúng ta so sánh với lại cái mức cao nhất của Bitcoin thì cái mức 61.200 này vẫn chưa đến cái mức cao nhất của Bitcoin đó chính là khoảng 61.800 Và trong thời gian cuối tuần qua đã có nhiều đợt Các bạn thấy được là giá Bitcoin đã pump lên tới cái mức là hơn 61.000 và sau đó chúng ta thấy được là giá Bitcoin tiếp tục sau so tới mức là 59.000, 60.000 Cũng giống như là cái thời điểm gần đây các bạn thấy được là giá Bitcoin có xoay quanh cái mức này hoài Mà không qua khỏi 60.000 đô à, và giữ trên 60.000 đô được Thì có thể nhiều bạn cảm thấy là thời điểm này hơi nhầm chán Nhưng mà chúng ta nhìn lại đi các bạn thấy được là Bitcoin đó thường hay có những cái đợt tích lũy trước khi mà pump mạnh Và nhất là khi mà chúng ta thấy ra tích lũy trong cái phạm vi cao trong thời gian đó Như là các bạn thấy được là trong cái phạm vi là 10.000 đô chúng ta cũng đang thấy là Bitcoin Xoay quanh 10.000 đô trước khi mà thật sự rời khỏi đó là một thời gian cũng khá dài Các bạn thấy được là 10.000 đô có thể nói là từ tháng 5 của năm ngoái đó, đầu tháng 5 mãi cho đến là cuối tháng 7 thì lúc đó chúng ta mới được bịt không mới rời khỏi 10.000 đô. Sau đó thì thử lại cái mức 10.000 đô này trước khi mà tăng chứng mạnh và cái 10.000 đô đã trở thành cái vùng hỗ trợ sau khi mà thử lại. Cho nên các bạn thấy được là Bitcoin tích lũy một khoảng thời gian rất là dài Tôi đang nói từ tháng 5 trên cuối tháng 7 là 3 tháng trời Dưới 10.000 đô xây quanh cái mức là 10.000 đô Sau khi mà chúng ta thấy là Bitcoin tăng vọt Sau khi mà 10.000 đô thì chúng ta thấy được là Bitcoin cũng thử cái mức là 20.000 đô của một thời gian Các bạn cũng nên nhớ là cái thời điểm mà Bitcoin xây quanh cái mức này 19.000, 20.000, 18.000 thì cũng khá lâu Đó chính là khoảng chừng là 24 tháng 11 Mãi cho đến các bạn thấy là 16 tháng 12 thì mới có sự tăng trưởng cho nên Bitcoin thường hay tích lũy ở những cái dùng mà cao trong thời điểm đó sau đó tăng trưởng mạnh thì thời điểm bây giờ có thể nhiều bạn cảm thấy là cũng khá nhàm chán tại vì Bitcoin cứ tích lũy xoay quanh cái mức này hoài nhưng mà đây là một điều rất là tốt nhất là khi Bitcoin tích lũy gần cái dùng mà cao nhất mọi thời đại cho nên các bạn thấy được đây không phải là một thông tin xấu mà là một thông tin rất là tốt nhất là cho những bạn nào mà thích đầu tư altcoin tại vì khi mà Bitcoin ổn định tích lũy ở cái dùng cao đó chính là thời điểm mà nhiều nhà Trader như nhà đầu tư sẽ chuyển qua để mà đầu tư vào altcoin, cho nên chúng ta sẽ được là có rất nhiều altcoin tăng trưởng mạnh. Nhất là chúng ta sẽ nói tới những đồng như là đồng BNB, các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tình hình thì chúng ta trước có thể nói về bitcoin đi, sau đó thường sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin liên quan tới một số những cái altcoin. thì bitcoin các bạn cũng đang thấy là thời điểm này trên coin là 60.054 đô và chúng ta nhìn vào một số những cái thông tin nổi bật đi nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự và đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những người nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên mạng xã hội đây thì thì bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để các bạn thể tìm thấy những cái thông tin như là Telegram channel, Facebook, Twitter vân vân, những nơi mà các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và tôi muốn dành một ít thời gian để mà cảm ơn nhà tài trợ của video ngày hôm nay, đó chính là sàn giao dịch Alinex. Đây là một sàn giao dịch tại Việt Nam có trụ sở tại thành phố Hà Nội và đây là một cái sàn giao dịch các bạn có thể tiếp cận giao dịch một cách đơn giản, nhanh chóng và an toàn sàn Alinex này được hoạt động từ năm 2017 và hiện bây giờ đã có hơn 30.000 người giao dịch thường xuyên trên mạng lưới của Alinex và có rất nhiều nhà đầu tư cũng như là được cộng đồng đánh giá rất là tốt. Các bạn có thể sử dụng Việt Nam đồng để mà mua các loại đồng phổ biến như là Bitcoin, Premium, Litecoin, Bitcoin Cash, Binance Coin. Sàn Alinex này cũng đã được CG của Binance đề cập tới để mà đưa vào hệ sinh thái của Binance cùng với hai đồng ổn định nổi tiếng đó chính là USDT và Binance USD và trên mạng lưới của alinex các bạn có thể là giao dịch ngang hàng cũng như là peer to peer mọi giao dịch trên alinex diễn ra hết sức an toàn và minh bạch sàn giao dịch đứng ra làm trung gian và nắm giữ tài sản của các bạn khi mà mua bán theo quy trình thì tài sản được chuyển ngay lập tức cho hai bên đặc biệt là sàn alinex hỗ trợ ngân hàng người dùng có thể rút đồng việt nam về bất cứ tài khoản nào Phí giao dịch ở Alinex khá rẻ chỉ là 0,3% trong mỗi giao dịch Cộng với lại Alinex có đội ngũ hỗ trợ support Các bạn có thể sử dụng cái chatbox Ngoài ra Alinex cũng có chương trình để các bạn có thể giới thiệu bạn bè quan tâm Bước hoa hồng các bạn nhận được là 20% trên tổng phí giao dịch Nếu bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm về sàn Alinex này Có thể bà bấm vào cái link bên dưới Đây là một sàn mà tôi nghĩ là cũng nhiều bạn biết đến rồi Tại vì đã hoạt động từ năm 2017 Các bạn thì được là một trong những điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Là chúng ta Trước hết chúng ta khoan hãy nhìn vào những chỉ số thông thường như là NUPL mà chúng ta hãy nhìn vào một cái tài liệu đó chính là chúng ta nhìn chung về thị trường Bitcoin này đi. Nhất là chúng ta nhìn vào những cái địa chỉ ví bây giờ thì như thế nào thì các bạn thấy được là những địa chỉ ví mà có một số lượng Bitcoin nào trong đó ngày càng tăng lên đó chính là cái đường mà màu cam các bạn thấy trên màn hình nghĩa là càng ngày càng có nhiều địa chỉ ví có ít nhất là một phần Bitcoin trong đó có nghĩa là càng ngày càng có nhiều người lưu trữ Bitcoin hơn đương nhiên các bạn thấy được đây chỉ những tài liệu on chain mà thôi một người có thể có nhiều ví và ngược lại các bạn thấy được là một ví cũng có thể là thuộc về nhiều người như là ví sàn nhưng mà các bạn thấy là nói chung thì khi mà chúng ta thấy được là cái đường mà vàng này tăng trưởng là một điều rất là tốt, có nghĩa là càng ngày càng có nhiều ví có Bitcoin. Chúng ta nhìn vào cái tài liệu kế tiếp đi, để thường zoom ra các bạn thấy rõ ràng hơn. Đây là tài liệu những cái ví mà có ít nhất là 0,01 01 Bitcoin, thì các bạn thấy được là giá Bitcoin bây giờ là khoảng 60.000 đô, thì 0,01 có nghĩa là các bạn thấy được là 10% là 6.000 đô và 1% là 600 đô thì ít nhất là 600 đô la Bitcoin thì cũng ngày càng tăng lên các bạn thấy cái đường màu cam này thì cứ ngày càng tăng trưởng kế tiếp chúng ta thấy được là những địa chỉ ví mà có ít nhất là 0.1 Bitcoin có nghĩa là khoảng 6.000 đô thì cũng tăng trưởng các bạn thì được là những địa chỉ ví mà có hơn một Bitcoin có ít nhất là một Bitcoin trở lên thì những địa chỉ ví này đã không tăng không giảm coi như là cũng giữ yên các bạn thấy được cái đường màu vàng này đã đi hàng ngang Trong cái phạm vi có thể nói là từ tháng 8 năm ngoái tới bây giờ Các bạn thấy được chúng ta nhìn vào những địa chỉ ví mà có hơn 10 Bitcoin Thì đây mới là điều đáng nói Các bạn thấy được là những địa chỉ ví mà có hơn 10 Bitcoin Thì đã có cái sự đi xuống Có nghĩa là nếu như chúng ta chỉ nhìn vào tại điều này thôi Thì có thể là nhiều người có thể cho ra một cái kết luận Đó chính là những người mà chốt bịch Bitcoin bây giờ đó Những người mà bán Bitcoin là những người mà có ít nhất là 10 Bitcoin trở lên Thì các bạn thấy được là khi mà Bitcoin này bán thì đi đâu Nhiều người cho là bán Sau đó những người mà mới vào hay những người mà bắt đầu tích lũy Những cái ví mà có ít hơn là 0,1 Bitcoin thì đang tăng trưởng hiện bây giờ Thì đây cũng là một trong những điều mà Thuận đã quan sát được Nhưng mà điều mà Thuận nghĩ là quan trọng hơn hết đó chính là những cái địa chỉ ví chúng ta sẽ không nói tới những địa chỉ ví mà có hơn 100 Bitcoin tại vì cũng không có nhiều sự thay đổi nhưng mà cái điều mà nhiều người quan tâm tới cho chính là những địa chỉ ví mà có hơn 1.000 Bitcoin thì với cái giá Bitcoin là 60.000 đô thì 1.000 Bitcoin nghĩa là những địa chỉ ví này có chức là 60 triệu đô la thì một trong những hiện tượng các bạn thấy được là những tổ chức đầu tư có thể nói đây là những người mà có tiền tại vì các bạn thấy được là 1.000 Bitcoin là rất đáng giá và hơn một ngày Bitcoin thì đương nhiên phần lớn những người mà chủ sở hữu của những cái địa chỉ ví này là những công ty, những thứ đầu tư, những nhà đầu tư mà có tiền thì các bạn thì được là cái sự tích lũy bắt đầu là khoảng chừng là năm 2018 hồi tháng 1 có nghĩa là bắt đầu cái thời điểm mà nhiều người cho là mùa đông crypto đó các bạn thấy được là khi mọi người hoảng loạn bán và lo sợ thì lúc đó các bạn thấy được cái sự xuất hiện của những địa chỉ ví mà có hơn một 000 bitcoin bắt đầu xuất hiện và tăng trưởng mạnh từ cái thời điểm mà nhiều người lo lắng là đầu tháng 1 của năm 2018 mãi cho đến thời điểm mà các bạn thấy được là tháng 2 của năm 2021 có việc tăng trưởng liên tục càng ngày càng có nhiều địa chỉ ví có hơn một 000 bitcoin đây là điều chúng ta cũng nên nói tới rất là nhiều cho nên các bạn thấy được là trong thời điểm mà nhiều người lo lắng bán đó chính là thời điểm mà nhiều cá voi thu mua và các bạn thấy được là tới cái thời điểm là ngày 8 tháng 2 Thì sau đó đột ngột Chúng ta thấy được là cái đường màu cam này lại đi chỉ xuống Nghĩa là chúng ta Thời điểm à, của đầu tháng 2 đó là có 2488 Bitcoin Để hình zoom vào các bạn thấy rõ ràng hơn Cho đến cái thời điểm mà chúng ta thấy được là đầu tháng 4 này Cuối tháng 3 Ngày 31 tây chúng ta chỉ còn có 2332 Bitcoin mà thôi Thì nhiều người khi mà nhìn vào cái tài liệu này đó Thì cũng khá là lo lắng Tại vì thấy là tại sao đột ngột Chúng ta lại có Càng ngày càng ít những địa chỉ ví mà có hơn một 000 bịch kho gì có phải là những cá voi đang xả hạn hay là không? Đây là điều chúng ta có thể nói tới trong một cái video gần đây. Nhưng mà các bạn thấy được là điều mà Thuận đã thấy là trong cái thời gian đầu tháng 4 cho tới bây giờ, có nghĩa là trong cái thời gian là các bạn thấy là 12 ngày qua thì chúng ta thấy cái đường màu cam này đã không tiếp tục đi xuống nữa mà thậm chí có cái sự tăng trưởng nhẹ các bạn có thể thấy là cuối tháng 3 chúng ta có 2.232 địa chỉ ví có hơn 1.000 Bitcoin cho đến thời điểm bây giờ chúng ta có 2.244 Bitcoin có hơn 1.000 Bitcoin có nghĩa là có sự tăng trưởng nhẹ không tiếp tục đi xuống nữa thì tại sao chúng ta lại thấy hiện tượng này thì có thể là nhiều người cho là tại vì cá voi chốt lời thì đó cũng có thể là đúng nhưng mà theo thường thấy đó là các bạn thấy được là cứ tăng cái đường màu cam này cứ tăng mãi cho đến là đầu tháng 2, sau đó lại đi trở xuống cho đến khi nào? Cho đến khi là cuối tháng 3, nghĩa là cuối cái quý 1 của năm 2021 này thì lại không xuống nữa. Thì đối với Thuận, đây là một cái hiện tượng mà có thể là nhiều tổ chức đầu tư cân bằng lại danh mục đầu tư của mình. Tại vì Bitcoin lên quá nhanh. Khi mà Bitcoin đó, lên quá nhanh giống như là các bạn thấy là một người đầu tư đi một thủy đầu tư mà họ nói là họ muốn đầu tư giả sử như là 5% hay là 10% của cái danh mục đầu tư của mình, cái số tiền đó vào trong thị trường Bitcoin. Nhưng mà vì cái giá Bitcoin tăng trưởng quá lẹ trong thời gian mấy tháng qua khiến cho cái 5% hay là 10% đó đã trở thành phần trăm lớn hơn tại vì cái giá Bitcoin tăng thì cái phần trăm đó càng càng lớn hơn. Cho nên khi mà chúng ta đi được tới cuối quý đó thì thường là đây là cái thời điểm mà nhiều công ty, nhiều tổ chức đầu tư họ sẽ cân bằng lại cái danh đầu tư của mình giống như là họ sẽ cân bằng lại để cho phù hợp với là cái phần trăm họ đưa ra ban đầu đây cũng là lý do sao mà chúng ta thấy được là có cái đường màu cam này đi xuống nghĩa là nhiều tổ chức đầu tư phải bán đi một phần bitcoin để cho cân bằng cái danh đầu tư của mình đây cũng là một trong những lý do và đương nhiên có thể nhiều người nói là cái việc mà đường màu cam này đi xuống cũng không có liên quan gì nhiều À, đến cái việc cân bằng đầu tư tại vì có thể là đơn giản là nhiều tổ chức đầu tư họ không muốn để quá nhiều bitcoin cho một ví cho nên họ chia ra để mà để đây cũng có thể là một trong những lý do dù sao này nữa điều mà Thùng cảm thấy là tốt ở đây đó chính là cái hiện tượng đường màu cam này đi xuống như là càng ngày càng ít những địa chỉ ví có không ngàn bitcoin hiện tượng đi xuống này đã coi như không thấy nữa từ đầu tháng tư cho tới bây giờ chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát Tại vì đây là một điều mà nhiều bạn cũng rất là có hứng thú Bây giờ thì chúng ta hãy chuyển qua Để mà nói về những cái thông tin thông thường Chúng ta hay xem như là chỉ số NUPL Thì các bạn thấy được là Chỉ số nô no này hiện bây giờ đó Là chúng ta thấy được là đóng lại à, Ngày hôm qua ở mức là 60.226 Là 0.69 Thì các bạn cũng đã biết là chúng ta không muốn Thấy cái chỉ số này lên 0.75 Tại vì đó là cái thời điểm mà cái đường màu xanh lá cây này Sẽ qua khỏi cái làng gạch trắng này và trở thành xanh dương đó chính là dấu hiệu của đỉnh dựa theo NUPL thì chúng ta hãy nhìn vào cái chỉ số 0,69 này đi trước đây khi mà chúng ta lên tới 0,69 là cái thời điểm này là giá Bitcoin có thể nói là khoảng 40.000 đô thì từ 4.000 đô đó lên tới 58.000 đô trước khi mà chúng ta có cái đợt điều chỉnh của NUPL thì tăng 18.000 thì bây giờ ở cái mức là 60.000 đô thì các bạn thì được là ở 0,69 thì nếu như mà chúng ta thấy tăng lên cho đến là cái nguy cơ là chạm vào dùng màu xanh dương thì nếu cứ tăng liên tục thì điểm bây giờ thì chúng ta thấy là Bitcoin có thể lên tới là 78.000, 80.000 trước khi mà chúng ta có nguy cơ là đi vào dùng màu xanh dương một lần nữa Thời điểm bây giờ vẫn còn rất tốt cho nên các bạn thấy được là Bitcoin đi hàng ngang tích lũy là một điều rất tốt đối với những chỉ số như là NUPL và Chúng ta nhìn vào những chỉ số khác mà chúng ta thường hay theo dõi. Thì những chỉ số này các bạn có thể biết là cách đọc cũng rất đơn giản. Chỉ cần là cái đường màu vàng này mà tiến tới và đi vào cái dùng màu đỏ trên màn hình thì đây là cái dấu hiệu đỉnh dựa theo những chỉ số này. Chúng ta thì bây giờ thấy được là những đợt trước đây mỗi lần mà có đỉnh thì cái đường màu cam này đều đi vào dùng màu đỏ. Nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy những dấu hiệu này xảy ra đối với lại cái biểu đồ... Uh, hodler ratio này hay là chúng ta nhìn vào pure multiple thì cũng tương tự cái đường màu cam này vẫn chưa đi vào dù màu đỏ chúng ta nhìn vào market cap cho thermo cap thì cũng tương tự, đường màu cam này vẫn chưa đi vào dù màu đỏ cho nên đây vẫn là một trong những cái hiện tượng mà chưa có xảy ra cho nên cho tới thời điểm bây giờ thì vẫn chưa có lý do gì nghĩ là chúng ta đã đến đỉnh rồi trade scale premium đó, thì các bạn thấy được bây giờ vẫn còn là cái số âm là trừ 9,73 và các bạn thấy được là công ty Grayscale đó gần đây thì không có dấu hiệu thu mua nhiều Bitcoin tại vì chúng ta thấy được là cái Grayscale Premium đó, cái sự chênh lệch giữa cái giá của Bitcoin đang giữ bởi công ty Grayscale và cái giá của cổ phần của cái quỹ đầu tư Grayscale Bitcoin Trust đó, nó đang nằm ở trong cái dùng âm cho nên chỉ khi nào mà chúng ta thấy được là cái dùng dương có nghĩa là có cái sự lợi nhuận cao thì Grayscale mới có cái dấu hiệu thu mua nhiều cho đến ngày hôm nay chúng ta nhìn vào cái chỉ số Grayscale thì các bạn thấy được là cho đến ngày 9 tháng 4 thì chúng ta vẫn chưa thấy có dấu hiệu là Grayscale mua thêm. Lần cuối cùng chúng ta thấy có dấu hiệu mua thêm đó chính là cái thời điểm là giữa tháng 2 mới đây. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa thấy có dấu hiệu này. Đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn khi chúng ta nhìn vào những cái tài liệu ở Classno. Và đây là những thông tin mà Thuận mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay trong cái video kế tiếp Tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn về những cái thông tin ở trên crypto khoan tại vì cũng có một số thông tin cũng khá thú vị chúng ta thấy được là cũng có thêm bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro chúng ta cũng thấy cái số lượng bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro trong cái thời gian gần đây mà thuận cũng cảm thấy được là cũng khá tốt cho chúng ta được ít ra thời điểm này chúng ta cũng thấy có những động tĩnh là Coinbase Pro là một sàn mà chúng ta cũng đã biết là có nhiều tổ chức đầu tư sử dụng nếu như mà bitcoin rời khỏi những nhà đầu tư lớn vẫn tiếp tục lấy Bitcoin ra khỏi sàn và lưu trữ thời gian dài hạn cho nên không để trên sàn nữa. Và đây cũng là dấu hiệu là có thể là những tổ chức đầu tư thu mua và bây giờ đem những Bitcoin ra khỏi sàn. Chúng ta sẽ nói chi tiết hơn trong cái video kế tiếp khi mà chúng ta nói về những tài liệu liên quan đến crypto coin. Nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể nhận được 20% giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance thông qua liên kết Capital hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus tham gia vào sàn Margin Bybit hay là sàn LMT một sàn Margin có hỗ trợ copy trade hay là các bạn tham gia vào sàn FTX sàn Binance US cho những bài nào mà sống ở Hoa Kỳ sàn Coinbase ứng dụng BlockFi, dùng Lending mà các bạn có thể là nhận được lãi hàng tháng và bây giờ có bonus lên tới 250 đô và đương nhiên Crypto Khoan đây là cái dịch vụ hỗ trợ biểu đồ và video on chain mà chúng ta thường hay xem nếu mình nào mà có thú muốn tìm hiểu thêm thì cứ bấm vào cái link ở bên dưới cái video này